Xin chào các em và quý phụ huynh. Thì ở video trước, thầy đã hướng dẫn lý thuyết của bài số 10, số nguyên tố. Trong video hôm nay, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn phần bài tập. Chúng ta đi sang bài đầu tiên, bài 2.17. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố. 2.17. Vậy thầy nói lại đó là gì? Việc phân tích này thì chúng ta áp dụng tất cả các dấu hiệu chia cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Để chúng ta phân tích một cách nhanh chóng, được không nào? Thường chúng ta sẽ phân tích theo cột dọc. 70 tận cùng là 0, chia cho 2. 70 chia cho 2 được 35. Tận cùng là 5, sẽ chia hết cho 5. 35 chia cho 5 được 7. Các em nhớ nha, các em chia và được kết quả ghi vào đây. Chia được kết quả ghi vào đây. Để chưa nào? 7 thì chia cho 7 được 1. Vậy 70 sẽ bằng 2 nhân 5 và nhân 7. Được không nào? À, nó có cái 70 này nó có ngay trên cái phần mà ví dụ này rồi. Đấy. Tiếp tục. 115. Cũng phân tích theo cột dọc. Dấu hiệu chia cho 5. 115 chia cho 5 được bao nhiêu nhỉ? Được 20, 23, đúng không? 23 chia cho 2 không được, chia cho 3 không được, đúng không? 2 cộng 3 là 5, làm sao chia cho 3 được? Chia cho 5 không được, chia cho 7 không được. Và thằng này sẽ là gì các em? Thằng này là một số nguyên tố à. Rồi, vậy thì 115 sẽ bằng 5 nhân với 2, 23. Được không nào? Rồi. Tiếp tục. 2.18. Kết quả phân tích các số 120 và 102 ra thừa số nguyên tố của bạn Nam như sau. 120 sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5. 102 sẽ bằng 2 nhân 51. Theo em, kết quả của bạn Nam đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Vậy thì nếu như kết quả của bạn Nam á, mà nó ra các tích các thừa số của chúng ta là thừa số nguyên tố á, thì nó chính xác. Nhưng bây giờ các em thấy này, 120 này nó có số 4. Số 4 không phải là thừa số nguyên tố. Thì rõ ràng ở đây bạn phân tích 120 là sai. Đúng chưa? Tương tự, 2 là thừa số nguyên tố rồi này. Nhưng 51 thì 5 cộng 1 là 6, dấu hiệu chia cho 3. Vậy thằng này cũng không phải là số nguyên tố. Đúng không? Thì 120, 102 này bạn cũng phân tích sai. Vậy thì chúng ta sửa lại nào. 2.18. Bạn Nam phân tích sai. Vì gì? 120 có thừa số 4 là hợp số, được không nào? Và 102 có thừa số 51 là hợp số, được không các em? Đấy, sửa lại. Vậy thì bây giờ 120 thầy phân tích này. Phân tích ra ngoài vậy nhá, vào dừng ngồi nháp các em nhá. Thôi thầy phân tích vào trong luôn. Cho các em hiểu bài. 120 tờ này chia cho 2 sẽ được kết quả là 60. Tận cùng là 0 chia được cho 2, kết quả sẽ 30. Tận cùng là 0 chia cho 2, kết quả được 15. Tận cùng là 5 chia cho 5, kết quả được 3, đúng chưa? Và 3 chia cho 3 sẽ được 1. Được không các em? Đấy. Vậy thằng này sẽ bằng gì? 1, 2, 3, đúng không? Thì nó sẽ là 2 mũ 3 nhân cho 3 và nhân cho 5. Được không các em? Chúng ta viết tự đây này, 2 mũ này, 1, 2, 3, 2 mũ 3
nhân 3 nhân 5 viết từ nhỏ đến lớn. Được không nào? Rồi. Tiếp tục 102. Thầy cũng phân tích ra thừa số nguyên tố. Tăng cùng là 2 chia cho 2. Được 51. 51 dấu hiệu sẽ cho 3. 5 chia 3 được. Tăng lại 10. 17. 17 không chia cho 2, không chia cho 5, đúng không? 7 cộng 1 là 8, không chia cho 3, không chia cho 9, thằng này là số nguyên tố. Được chưa nào? Vậy thì 102 sẽ phân tích thành 2 nhân 3 nhân 10, 17. Hiểu không các em? Rồi, các em phải để ý nha. Nếu trong cái quá trình phân tích mà nó có chứa hợp số các em, vì chúng ta nói là gì? Phân tích ra thừa số nguyên tố. Đấy, mà nó chứa hợp số thì rõ ràng ở đây là sai. Được chưa? Rồi. Tiếp tục bài 2.19. Các khẳng định sau đúng hay sai, vì sao? Chúng ta phải giải thích nhé. Ước nguyên tố của 30 là 5 và 6. Thì rõ ràng thằng này sẽ là gì các em? Thằng này là sai. Vì sao? Vì 6 không phải là ước nguyên tố. Đúng không? 6 không phải là số nguyên tố, nó không phải là ước nguyên tố của 30. Đúng không nào? Tích của hai số nguyên bất kỳ luôn là tích của hai số nguyên tố bất kỳ luôn là số lẻ. Bây giờ các em để ý nè, thầy lấy số 2 này là số nguyên tố đúng không? Lấy số 5 là số nguyên tố, và tích của nó bằng mấy? Bằng 10. Thì rõ ràng mọi số mà khi chúng ta nhân với 2 thì nó phải là số chẵn, không thể nào là số lẻ được. Nên dẫn tới thằng này cũng sai, đúng chưa? Sai. Vì tích hai số nguyên tố luôn là số chẵn. Tích số nguyên tố với nguyên tố với 2 đi, với số 2 luôn là số chẵn, đúng không? Đấy, số nào nhân cho 2 cũng là số chẵn, đúng không các em? Rồi, tiếp tục nào. Nhỏ nha, nhân với số 2 nha. Ước nguyên tố nhỏ nhất của số chẵn là 2. Đúng rồi. Thằng này đúng rồi. Vì rõ ràng nguyên tố ước nguyên tố của số chẵn thì số chẵn bao giờ cũng chia hết cho 2. Đúng không? Đấy. Vậy thì thằng này sẽ là gì nào? Thầy đưa qua đây thầy ghi cho dễ nhá. Câu C đúng. Vì câu C đúng vì gì nào? Vì số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và là ước của mọi số chẵn. Được không các em? Vì số chẵn thì nó sẽ chia hết cho 2 mà, đúng không? Đấy, nên thì nó luôn luôn là ước của số chẵn là đúng rồi. Mà nó là số nguyên tố nhỏ nhất. Mọi bội của 3 đều là hợp số. Em để ý nè, số 3 có chia hết cho 3 không? Có. Vậy thì bội thằng này có phải là hợp số không? Không. Đúng chưa nào? Nên là gì? Thằng này sai. Vì 3 là bội của 3 và nó là số nguyên tố. Đúng chưa nào? Nó là số nguyên tố. Rồi, câu E. Mọi số chẵn đều là hợp số. Thế số 2 là số gì? Có phải số chẵn không? Nó là số nguyên tố hay là hợp số? Là số nguyên tố. Như vậy thì sai. Vì số 2 là số chẵn. Nhưng nó là số nguyên tố. Được không nào?
Rồi, hiểu đúng không nào các em? Tiếp tục, chúng ta đi sang 2.2.20. Kiểm tra xem các số sau là số nguyên tố hay là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng. Vậy thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cái hướng dẫn hai cách luôn ha, cách dùng dấu hiệu chia hết và cách tra bảng luôn. 2.20. Bây giờ các em quan sát nè, thầy ghi là số nè, nguyên tố, rồi hợp số 89, tăng cùng là 9, không chia cho 2, không chia cho 5. 8 cộng 9 17, không chia cho 3, không chia hết cho 9. Thằng này thầy nói nó là số nguyên tố. Đúng chưa? 97 tương tự, tăng cùng là 7, không chia hết cho 5, không chia hết cho 2. Được không các em? 9 cộng 7 là 16, không chia hết cho 3, không chia hết cho 9. 97 này thầy nói nó là số nguyên tố. 125 tăng cùng là 5, chia hết cho 5 thì thằng này sẽ là hợp số. Vì những số này luôn có hai ước là 1 với chính nó rồi, ta chỉ cần tìm thêm một số, một ước nữa thì nó sẽ là hợp số thôi các em. 541 tăng cùng là 1, không chia cho 2, không chia cho 5. 5 cộng 4 là 9, 9 với 1 là 10, không chia cho 3, không chia cho 9. Thằng này thầy nói nó là số nguyên tố. Được không nào? 2013 tăng cùng là 3, không chia cho 2, không chia cho 5. 2 cộng cho 1 là 3, 3 với 3 là 6. Thế thì tổng các chữ số là 6, chia hết cho 3 thì thằng này thầy nói nó là hợp số. 2018 tăng cùng là 8, chia hết cho 2, thằng này thầy nói nó là hợp số. Được chưa? Như vậy thầy có 3 số nguyên tố là 89, 97, 541, còn lại sẽ là hợp số. Được không? Rồi, các em quan sát nha. Như vậy trong bảng ha, thầy sẽ cho các bạn em kiểm tra lại cái bảng số nguyên tố. Đây các em, chúng ta có gì nào? Chúng ta có số nguyên tố là 89. Các em quan sát này, 89 là số nguyên tố này. Được chưa? Có số nguyên tố là 97. 97, 97 là số nguyên tố này. Có số nguyên tố là 541, đúng không? 541. Đây các em, thằng này là số nguyên tố, thấy chưa? Rồi, đấy, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn hai cách để chúng ta gì xét dấu hiệu và cũng như là kiểm tra trong bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1.000. Rồi chúng ta đi tiếp tục bài 2.22. À xin lỗi, 2.21. Hiểu đúng không các em? Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố. Và bây giờ nè, phân tích A ra thừa số nguyên tố. A của thầy sẽ là 4 mũ 4 nhân cho 9 mũ 5. Vậy thì 4 mũ 4 này các em tách ra cho thầy. 4 mũ 4 này có phải là bằng 4 nhân 4 nhân 4 và nhân 4 không? Thấy chưa? 9 mũ 5 này có phải nó sẽ là gì? 9 nhân 9 nhân 9 nhân 9 và nhân 9 không? 4 mũ 4 sẽ là 4 con số 4. 9 mũ 5 tức là 5 con số 9, được không các em? Rồi, tiếp tục. 4 này thầy sẽ tách thành 2 nhân 2. À, đây thầy đóng ngoặc để các em thấy nè, đây sẽ là số 4 nè. À, 4 này thầy tách thành 2 nhân 2, tương tự như thế. 2 nhân 2. Được không nào? Tiếp tục 9 này thầy tách thành 3 nhân 3. À, 3 nhân 3, thầy tách như thế để các em dễ thấy các em nha, các em không cần dấu ngoặc cũng được. Đấy, 3 nhân 3. Rồi thêm một cái nữa, 3 nhân 3. 1 số 4 này, 2 số 4, 3 số 4, 4 số 4. Được không nào? 1 số 9, 2 số 9, 3 số 9, 4 số 9, 5 số 9. Được không các em? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta nhân hết lại. Nè, đây có phải là tích các thừa số 2 không?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thằng này chính là 2 mũ 8. 2 là thừa số nguyên tố rồi chứ gì nữa. Đúng chưa nào? Tương tự 3 cũng là thừa số nguyên tố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy thì nó sẽ là 3 mũ 10. Được không các em? À, thì nãy xe nó đi qua nó hơi ồn một tí. Rồi, được không nào? Tiếp tục, chúng ta đi sang bài 2.22. Tìm số còn thiếu trong các sơ đồ sau. À, sơ đồ phân tích ra thừa số nguyên tố. Thì các em tự kẻ cái sơ đồ này vào, tự kẻ vào, được không? Thầy làm trong này luôn. 210 mà chia cho 2 á, thì thằng này sẽ bằng mấy? 105. Đó. Rồi, 105 chia cho 3 thì bằng 35. 35 chia cho mấy các em? Chia cho 5. Đúng không? Dấu hiệu chia cho 5 này thì được 7. Và 7 chia cho 7 được 1. Được không nào? Rồi. Ở đây thì chúng ta cứ nhân và đưa lên đây thôi. Ha, 5 nhân 7 là mấy? 35 này. Được chưa? 35 nhân cho 3 sẽ là 105. Được không? 105 mà nhân cho 6 bằng bao nhiêu? 6 năm 30. Không nhớ 3. 6 6 à 630. Được không nào? Đấy thế thôi. Có nghĩa là ở đây các em này, hai thằng này các em nhân với nhau này. Thằng này và này nhân với nhau ra đây. Được chưa? Thằng này với thằng này nhân với nhau ra đây. Được không? Thằng này với thằng này nhân với nhau ra đây. Được không nào? Rồi chúng ta đi sang bài 2.23. Một lớp học sinh có 30 học sinh. Có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện dự án học tập nhỏ. Biết rằng các nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn một, ha, có nhiều hơn một một người trong mỗi nhóm. Hỏi có thể chia được bao nhiêu người? Như vậy thì các em phân tích cái số 30 này ra thừa số nguyên tố các em này. 30 các em phân tích ra thừa số nguyên tố cho thầy. 30 chia 2 được 15. 15 chia cho 5 được 3. 3 chia 3 được 1. Vậy thì 30 sẽ là 2 nhân 3 và nhân 5. Đúng chưa? Chúng ta có thể chia thành gì? Chia thành hai nhóm này. Đúng không? Có thể chia thành 3 nhóm. Có thể chia thành 5 nhóm. Cũng có thể chia thành gì các em? Lấy hai cái kết quả này nhân với nhau. Đây, thầy ghi trước này. Chia thành hai nhóm này. Chia thành 3 nhóm này. Chia thành 5 nhóm này. Được chưa? Hoặc cũng có thể lấy gì? Hai thằng này nhân với nhau thì chia thành 6 nhóm. Được không? Tiếp tục. Lấy thằng này nhân với thằng cuối chia thành gì? 10 nhóm. Được không các em? Và lấy thằng nhì nhân với thằng thứ ba thì ta sẽ chia thành 15 nhóm. Thì đây chính là những nhóm mà chúng ta có thể chia. Được không nào? Rồi. Các em quan sát nha. Phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố. 30 sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 5 thì thầy đã phân tích ở trên rồi. Được chưa? Ta có bảng sau. Số nhóm. À, và ở đây sẽ là số người mỗi nhóm. À, số nhóm và số người mỗi nhóm. Và đây thầy có được gì nào? Đầu tiên thầy có hai nhóm. Đúng chưa? Hai nhóm. Thầy có ba nhóm như ở trên, thầy có 5 nhóm, 6 nhóm, 10 nhóm và 15 nhóm. Được không nào? Rồi. Thế thì các em chỉ cần lấy 30 các em chia đây thì sẽ ra số người thôi. Nếu phân thành hai nhóm thì mỗi người mỗi nhóm sẽ là 15 người. Nếu phân thành 3 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là 10 người. Nếu phân thành 5 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là bao nhiêu? 6 người. Nếu phân thành 6 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là 5 người. Nếu phân thành 10 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là 3 người. Nếu phân thành 15 nhóm thì nó sẽ trở thành gì? 2 người. Được không? Mỗi nhóm sẽ là 2 người. Đấy. Còn các em không thể nào mà phân thành 30 nhóm được
Vì phân thành 30 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là gì? Một người thì nó sẽ không thỏa mãn. Ở đây là nhiều hơn một người. Được không các em? Rồi. Đấy. Như vậy chúng ta xong bài 2.23. Tiếp tục chúng ta sang bài 2.24. Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hàng ngày ở quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người, gồm 34 người các em, gồm một sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi người có số, mỗi hàng có số người như nhau. 2.24. Như vậy thì ở đây chúng ta có 33 này, 33 chiến sĩ. 33 chiến sĩ thì ở đây chúng ta sẽ phân tích thành gì các em? 33 này thì chúng ta sẽ, người ta nói nha, có gồm 34 người các em này, nhưng mà một sĩ quan chỉ huy đứng đầu rồi. Đây các em ha, sĩ quan chỉ huy đứng đầu rồi. Còn lại chúng ta chỉ chia cái nhóm ở phía sau này, tức là nhóm chỉ có 33 người thôi. Được không? 33 chiến sĩ. Vậy thì 33 này sẽ phân tích ra thì số nguyên tố chia cho 3 thì sẽ được 11. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một là trường hợp chia làm 3 hàng. Chưa? Mỗi hàng sẽ có 11 người. Hoặc chúng ta sẽ chia làm 11 hàng và mỗi hàng sẽ có 3 người. Hiểu không nào? Rồi, tương tự như bài trên. Phân tích số 33 ra thừa số nguyên tố. 33 sẽ bằng 3 nhân với 11. Vậy có thể xếp 33 chiến sĩ thành gì? 3 hàng. Mỗi hàng có 11 chiến sĩ. Được chưa? Và có thể là gì? 11 hàng. 11 hàng. Mỗi hàng có 3 chiến sĩ. Được không nào? Rồi, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn các bài tập trong bài số 10. Hẹn gặp các em ở video của phần luyện tập chung. Rồi, xin chào các em. Chúc các em học tốt.